Bạn trai đòi lập công ty mới, nói thế nào mà nam em phán ngay đa cấp? Nam em thẳng thắn chê giống đa cấp quá khi bạn trai Hữu Cường đưa ra ý tưởng thành lập công ty. Tối ngày 1 tháng 3, nam em tiếp tục livestream để tâm sự về công việc và cuộc sống. Tuy không lộ mặt, nhưng Hữu Cường, bạn trai nam em vẫn khiến mạng xã hội dậy sóng vì đề cập đến chuyện lập công ty mới. Theo đó, Hữu Cường đề nghị nam em lấy tên cho công ty mới là Công ty Cổ phần Toàn cầu Vũ trụ Xanh. Vừa nghe cái tên, nam em đã nói ngay, công ty này tên không sang. Sau đó, nam em đề xuất thay vì lập công ty mới, thì cứ vận hành hoạt động công ty giải trí mà trước đây nam em từng thành lập. Theo nam em, thì công ty giải trí của cô hiện vẫn hoạt động và đóng thuế đầy đủ. Em có công ty mà, công ty hoạt động hơi bị ngon, đóng thuế rồi, cứ gõ tên công ty Nữ Hoàng Giải trí NE là ra. Người ta có công ty thành lập từ bao nhiêu năm, tự nhiên không chịu mà đòi lập công ty mới tên Vũ trụ Xanh, nghe cái tên đã thấy đa cấp. Sau đó nam em tiếp tục nhấn mạnh tự đa cấp thêm một lần nữa khi nói chuyện cùng bạn trai. Không đồng ý với đề xuất của nam em, Hữu Cường nhận xét rằng công ty giải trí của nam em sẽ không thể lên được tập đoàn đa lĩnh vực trong tương lai. Câu chuyện về nam em và Hữu Cường liên tục chiếm sóng mạng xã hội những ngày gần đây. Hiện tại, Hữu Cường đang làm quản lý cho nam em. Theo lời Hữu Cường, giá nhận show đi hát của nam em phải từ 100 triệu đồng trở lên, có show còn nhận đến 140 triệu đồng. Riêng khu vực Hải Phòng và miền Bắc thì đã có chút ưu đãi trong giá cả. Hữu Cường tự tin bảo rằng anh từ chối bớt những show diễn mà nam em không đủ sức diễn, đồng thời hạn chế nhận show hát phòng trà vì ít tiền. Chẳng biết các bầu show sau khi nghe Hữu Cường tuyên bố cảm thấy như thế nào, chỉ biết là sau đó ít lâu, nam em bị một đơn vị hủy show trước ngày diễn. Lý do mà phía đối tác đưa ra là vì các nghệ sĩ khác cùng tham gia chương trình không muốn xuất hiện chung với nam em. Nam em cãi nhau với chồng, gào khóc trên live, nhận là nạn nhân bị lợi dụng. Tối 21 tháng 2, nam em tiếp tục có buổi livestream thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Người đẹp Tiền Giang một lần nữa gây xôn xao về những biểu hiện lạ trên sóng trực tiếp. Đáng chú ý là khoảnh khắc nam em và chồng sắp cưới của mình cãi nhau. Khi nam em đang thả hồn theo ca khúc Sau lời từ khước của Phan Mạnh Quỳnh, chồng của cô đã lên tiếng nhắc nhở. Cái gì qua rồi thì để cho nó qua đi. Bây giờ em có làm được gì, những cái vấn đề đó không? Trong khi những người bên cạnh tốt hơn em không để ý, lại để ý chuyện cũ làm gì? Tại em dễ chấp nhận người khác làm người thân quá nên mới như vậy. Nam em sau đó lớn tiếng trả lời, tại vì em thiếu tình cảm, em thiếu tình thương, vậy có gì là sai? Tại sao lúc đó anh không xuất hiện mà bây giờ anh mới xuất hiện? Nam em vừa khóc vừa đập bàn và nói, tôi đã làm gì sai? Tất cả những gì tôi cần là tình thương, mà tất cả những người bước vào cuộc đời tôi lợi dụng tình cảm của tôi để đạt được mục đích của họ. Vậy tôi sai chỗ nào? Tôi cũng là con người, tôi cũng cần được yêu thương, tôi đâu phải trâu bò đâu. Tôi có trái tim của tôi thổn thức nhịp đập của tình yêu chứ không phải sự tàn nhẫn. Tôi cũng muốn được sống nhưng tại sao không cho tôi được sống? Tại sao cứ lợi dụng chèn ép tôi? Tại sao để tôi sống một cuộc đời như vậy? Tôi không muốn sống cuộc đời như vậy đâu. Tại sao người ta ác thì luôn sống thảnh thơi, còn những người cần tình yêu thương như tôi lại bị chèn ép? Đây có lẽ là lần hiếm hoi cộng đồng mạng nhìn thấy nam em và chồng lời qua tiếng lại thay vì những khoảnh khắc ngọt ngào ủng hộ nhau trước đó. Trước đó, nam em kể cô rất thích phim Mai vì cảm thấy nhân vật Mai do Phương Anh Đào đóng rất giống với mình. Nam em tự nhận bản thân cô hiền lành nên trước đây hay bị ăn hiếp. Đồng thời nam em cũng khen Trấn Thành giỏi, có chiều sâu nên mới làm ra được bộ phim chất lượng như thế. Ngoài ra trong cơn xúc động, cô kể rằng việc livestream trên TikTok đã thực hiện từ lâu, do không có bạn bè nên chỉ biết tìm đến mạng xã hội giải khuây. Nam em thường xuyên thể hiện cảm xúc trên những livestream, cho đến một ngày bị một số khán giả tràn vào mắng, cô mới kích động và nhắc đến nhiều người ở showbiz Việt. Nam em liên tục nói mình là nạn nhân của anti-fan, cô cũng thừa nhận sức khỏe không tốt, dễ bị kích động chứ không phải người xấu. Không ít cư dân mạng tỏ ra khó hiểu khi nam em có thái độ khác hẳn những buổi livestream hùng hổ, xưng mày tao và tự nhận là người bóc trần những mặt xấu của showbiz. Dân tình cũng không khỏi lo lắng khi thấy nam em bộc lộ những dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Trước đó nam em và bạn trai Hữu Cường thực hiện nhiều buổi livestream với nội dung tiêu cực về giới nghệ sĩ. Tuy không trực tiếp nhắc tên, nhưng nam em và Hữu Cường dùng nhiều từ ngữ để ám chỉ vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương và các nghệ sĩ khác. Các buổi livestream này gây chấn động showbiz, khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội, nhiều người tỏ thái độ khó chịu và cho rằng nam em không nên kiếm chuyện gây sự với người khác. Dẫu vậy vẫn có một số khán giả bênh vực nam em với lý do cô đang bị bệnh, sức khỏe không ổn định nên có hành động lời nói thiếu kiểm soát. Thực hư thông tin nam em có bầu. Chính chủ lên tiếng nói thẳng quan điểm sinh con. Trong buổi livestream ngày 3 tháng 3 vừa qua, nam em gây chú ý khi lên tiếng về thông tin mang bầu. Nguyên nhân vì trước đó người đẹp có biểu hiện nôn trên sóng phát trực tiếp, giống với việc bị ngén trong những tháng đầu thai kỳ. Theo chia sẻ từ người đẹp sinh năm 96, đây không phải là sự thật. Cô nàng tiết lộ hiện tại sức khỏe khá yếu, mắc bệnh về dạ dày nên bác sĩ khuyên không nên có thai. Cô thẳng thắn chia sẻ, bác sĩ khuyên không nên có bầu chờ khi nào ổn định mới để có. Có con khi mình không ổn thì con sẽ không được khỏe mạnh. Có rất nhiều người phụ nữ lấy con cái ra lợi dụng đàn ông,
nhiều người cũng khuyên tôi gặp đại gia đi rồi có con để người đại gia bao ăn cả đời. Không có ngon vậy đâu, mang danh single mom rồi khổ suốt đời. Trước đó, vào tháng 12/2023, nam em trở thành tâm điểm chú ý khi ẩn ý chuyện không giữ được con. Cô viết, minh trí của mẹ bình an nhé, ba mẹ không bảo vệ được con, hy vọng những ngày tháng sau này cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với mẹ. Xin lỗi vì đã không đủ sức bảo vệ con, thiên thần của mẹ. Nam em có hành động lạ sau khi bị phạt 37,5 triệu, lại chuyện gì nữa đây? Khoảng chiều tối ngày 1 tháng 3, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM thông tin buổi làm việc với nam em liên quan vụ ồn ào livestream thời gian gần đây. Trong buổi trình diện này, nam em và chồng sắp cưới Bùi Hữu Cường đã sớm có mặt tại sở để nghe thông báo về hình thức xử phạt. Nam em bị phạt hành chính 37,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Sở Thông tin Truyền thông cũng khuyến cáo nam em nếu tiếp tục tái phạm và thực hiện hành vi vi phạm hành chính, mặc dù được yêu cầu chấm dứt hành vi đó, thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Sở Thông tin Truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo đúng quy định. Ngay sau khi nhận hình thức xử phạt từ Sở Thông tin Truyền thông, nam em liền có động thái lạ trên mạng xã hội, khiến cho cư dân mạng không khỏi hoang mang, chú ý. Theo đó, nam em đã xóa hết các bài đăng có liên quan đến ồn ào livestream được đăng tải suốt thời gian qua. Bài viết gần nhất trên trang cá nhân của cô là vào ngày 21 tháng 2, nội dung chia sẻ lại một đoạn clip trên mạng. Ngoài ra những bài viết còn lại được nam em để lại chủ yếu về công việc ca hát. Trên trang TikTok gần 1 triệu người theo dõi, nam em, nền tảng nam em thường xuyên dùng livestream cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô còn tắt tính năng để người xem bình luận. Trang cá nhân của Bùi Hữu Cường, chồng nam em cũng tương tự. Anh xóa hết các bài đăng cũ nhưng cách đây ít giờ có đăng tải bài viết "Hãy để người khác chửi rồi họ sẽ quay lại, còn hơn thân quý để rồi lại quay lưng". Loạt động thái này của nam em trở thành chủ đề bàn tán một cách nhanh chóng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì thể hiện sự cảm thông, cư dân mạng lại bày tỏ sự hài lòng về cái giá mà nam em phải trả cho những phát ngôn bừa bãi suốt thời gian qua. Nhiều người để lại bình luận dưới các bài viết có liên quan đến nam em, vì bạn quá xứng đáng, bài học nhé, coi như một bài học đắt giá, cái giá của việc để miệng đi hơi xa, vân vân. Thời gian qua, nam em gây tranh cãi vì dính vào những ồn ào liên quan đến những phát ngôn thiếu chuẩn mực trong các buổi livestream. Trong quá trình livestream, nam em thường xuyên đề cập đến chuyện tình cảm ồn ào của mình trong quá khứ với một nam nghệ sĩ nổi tiếng đã có vợ con. Nam em cũng tung tin về góc khuất trong giới showbiz với những phát ngôn gây tranh cãi. Dù nam em không chỉ đích danh ai trong livestream, nhưng động thái này khiến mạng xã hội xôn xao. Cư dân mạng bàn tán về thông tin liên quan đến những nhân vật mà được cô đề cập. Hành động của cô khiến nhiều người ẩn danh trong livestream vô tình bị gọi tên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và công việc của họ. Ngày 28 tháng 2, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM mời nam em lên làm việc nhưng cô vắng mặt vì lý do sức khỏe. Chồng nam em cho biết trên trang cá nhân rằng cô bị ngất xỉu khi đang trên đường di chuyển đến sở trình diện. Nam em từng được một nam diễn viên nói yêu trên truyền hình, phản ứng của Việt Hương gây chú ý. Nam em đang là cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả. Mới đây, đoạn clip nam em Thuận Nguyễn, Việt Hương, Duy Khương, Hoàng Phi, Võ Tấn Phát cùng tham gia chương trình truyền hình được chia sẻ trở lại. Trong clip, khi đang thực hiện phần thách đố, nam em bất ngờ đề nghị Thuận Nguyễn nói yêu mình. Cụ thể, các nghệ sĩ sẽ chơi trò chơi đọc một từ khóa và tìm kiếm người phù hợp với từ khóa ấy nhất. Khi đọc tới từ khóa ai là người đánh đá nhất, Duy Khương và nam em đều bước lên. Thấy nam em tự nhận mình đánh đá, Việt Hương đã hỏi cô vì sao lại như thế. Bởi Việt Hương nhìn nam em thì thấy cô rất hiền lành, dễ chịu. Lúc này, nam em mới giải thích trong tình yêu cô là người đánh đá. Tiếp đến, Võ Tấn Phát, Việt Hương đề nghị nam em diễn lại nét đánh đá. Vậy là người đẹp 9X đề nghị, ví dụ như anh Thuận Nguyễn nói yêu em đánh đá cho coi. Việt Hương hỏi ngay tại sao nam em không đề nghị Hoàng Phi hay Duy Khương nói yêu mình mà đề nghị Thuận Nguyễn. Lúc này cả Thuận Nguyễn với nam em đều bật cười. Khi bắt đầu thực hiện phần thách đố, Thuận Nguyễn bày tỏ là thích nam em. Tuy nhiên nam em không đồng ý, cô bắt Thuận Nguyễn phải nói đúng từ yêu. Trời ơi, người ta phải nói từ yêu chứ thích gì, nói đàng hoàng đi. Vậy là Thuận Nguyễn làm theo. Người đẹp 9X không nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt thể hiện sự đánh đá. Tuy nhiên theo Việt Hương thì đây là biểu cảm dễ thương chứ không phải đánh đá. Các nghệ sĩ sau đó đều bật cười với màn tung hứng này. Nam em sinh năm 96, cô từng đoạt giải Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài việc làm người mẫu, nam em còn đóng phim và ca hát. Trong những năm gần đây, nam em hát ở phòng trà rất nhiều. Tuy nhiên, kể từ lúc vụ lùm xùm livestream nổ ra, cô ít khi xuất hiện trên sân khấu. Thậm chí có đơn vị còn hủy show của nam em với lý do những nghệ sĩ hát cùng chương trình không muốn cô góp mặt. Hiện nam em chỉ chủ yếu livestream trên mạng xã hội chứ không xuất hiện trong bất cứ hoạt động nghệ thuật nào.